Tôi thật sự rất yêu mến và ngưỡng mộ công việc mà anh chị em đang làm vì tôi cảm thấy sầu khổ khi phải nhìn những bạn trẻ thất nghiệp không có công ăn việc làm những bạn trẻ này cách nào đó cũng là xương thịt chúng ta và cũng là xương thịt của Đức Kitô. Chính vì điều đó, chúng ta phải tiếp tục để đồng hành và giúp đỡ họ. Chúng ta cần phải cảm nghiệm được nơi chính chúng ta, nỗi sầu khổ và những đau đớn đang bị chôn kín trong trái tim của những bạn trẻ này. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các sáng kiến giúp người trẻ vượt thắng tình trạng thiếu công an việc làm Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 14 tháng 12 dành cho 2.000 tham dự viên dự án Policoro của Hội đồng Giám mục Italia nhắm giúp người trẻ tiến từ tình trạng thất nghiệp đến tình trạng quan tâm săn sắc cuộc sống. Đức Thanh Trà cũng lấy làm tiếc vì ngày nay bao nhiêu người trẻ còn là nạn nhân của nạn thất nghiệp nhiều người trẻ không còn đi tìm việc làm nữa. Họ đành cam chịu tình trạng tiếp tục bị từ chối, không được thu nhận làm việc. Hoặc họ tỏ ra lãnh đạm đối với một xã hội chỉ ưu đá những người được đặc ân và ngăn cản những người đáng được thành đạt. Công ăn việc làm không phải là quà tặng dành cho một thiểu số được tiến cử, nhưng là một quyền của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ tổ chức Policoro tiếp tục nâng đỡ các năng lực mới dành cho công an việc làm, cổ võ một lối sáng tạo tận dụng trí tuệ và sức lực, cùng nhau suy tư để ra dự phóng, đón nhận và trao ban sự giúp đỡ. Đó là những hình thức hữu hiệu nhất để biểu lộ tình liên đới như một hồng ân.